Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Trung tâm Tiếng Trung Thanh Mai HSK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếng Trung thông qua chủ đề Wǒ pǎng le 2 公斤. Tớ đã béo lên 2 cân rồi. Trước hết, mời các bạn cùng mình làm quen với bài khóa nhé. Mã Ly, nǐ kàn, zhě qiān yī fǔ zěme yāng? Mã Ly, nǐ kàn, zhě qiān yī fǔ zěme yāng? Mari, bạn xem bộ quần áo này thế nào? Thính hảo đợ, yén sơ liang lì, khoản xính sứ máu. Thính hảo đợ, yén sơ liang lì, khoản xính sứ máu. Cũng đẹp đấy, màu sắc sáng đẹp, kiểu dáng thời trang. Ná chư sư sứ kàn, ná chư sư sứ kàn. Đem đi thử xem. Hu hu, thai chỉn lò, choan chỉ lái bù su phụ. Hu hu, thai chỉn lò, choan chỉ lái bù su phụ. Hu hu, chật quá, mặc lên cảm thấy không thoải mái. Zěme le, shì bù shì pǎng le? Zěme le, shì bù shì pǎng le? Sao thế, hay là tăng cân rồi? Wǒ pǎng le 2 公斤, 而且都是胖肚子. Wǒ pǎng le 2 公斤, 而且都是胖肚子. Tớ tăng lên 2 cân, mà hơn nữa toàn là béo bụng. Nǐ thiên thiên chī wǎn fán jiù zuò zhě wǎn diàn nǎo. Nǐ thiên thiên chī wǎn fán jiù zuò zhě wǎn diàn nǎo. Bạn ngày nào cũng ăn cơm xong là ngồi máy tính. Bú pang trái quài nè. Bú pang trái quài nè. Không béo mới là lạ. Nà wǒ yào zěme bàn nè? Nà wǒ yào zěme bàn nè? Vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Yào chǔ qù zǒu zǒu cài hǎo. Yào chǔ qù zǒu zǒu cài hǎo. Phải ra ngoài đi bộ mới được. Ai ya, zhě yàng bù xǐng le, wǒ yào qiǎn fei le. Ai ya, zhě yàng bù xǐng le, wǒ yào qiǎn fei le. Ai da, thế này thì không được rồi, mình phải giảm béo thôi. Hǎo á, qiǎn bǎ, wǒ zhī chì nǐ. Hǎo á, qiǎn bǎ, wǒ zhī chì nǐ. Được thôi, giảm cân đi, mình ủng hộ bạn. Sau đây, mời các bạn cùng mình làm quen với từ mới và các mẫu câu cơ bản nhé. Mã Ly, nǐ kàn, zhě qiān yī fǔ zěme yāng? Từ zěme yāng ở đây là từ để hỏi về tính chất, có nghĩa là như thế nào. Vậy cả câu nǐ kàn, zhě qiān yī fǔ zěme yāng có nghĩa là bạn xem bộ quần áo này như thế nào. Thính hǎo đe, yén sơ liang lì, khoản xính sứ máu. Cụm thính hǎo đe có nghĩa là cũng đẹp đấy. Từ thỉnh đứng trước tính từ dùng để nhấn mạnh cấu trúc thỉnh cộng với tính từ cộng với tơ cũng bằng hẳn cộng với tính từ, có nghĩa là rất làm sao đó. Ví dụ thỉnh bú chùa tợ cũng sẽ bằng hẳn bú chùa, có nghĩa là rất được. Cụm khoản xính sứ máu có nghĩa là kiểu dáng thời trang. Vậy cả câu thính hảo tợ yến sơ liang lì, khoản xính sứ máu có nghĩa là cũng đẹp đấy, màu sắc sáng đẹp, kiểu dáng thời trang. Ná chư sư sứ kàn. Từ ná có nghĩa là cầm, đem. Sư sứ có nghĩa là thử. Vậy ná chư sư sứ kàn có nghĩa là đem đi thử xem thế nào. Hu hu, thai chỉn le, choan chỉ lái bù su phụ. Cấu trúc thai cộng với tính từ cộng với lơ các bạn đã được học từ buổi trước rồi phải không? Vậy thai chỉn le có nghĩa là quá chật. Choan chỉ lái có nghĩa là mặc lên, mặc vào. Vậy cả cụm choan chỉ lái bù su phụ có nghĩa là mặc vào cảm thấy không thoải mái. Wǒ pǎng le 2 公斤, 而且都胖肚子. 2 公斤có nghĩa là 2 cân. Vậy wǒ pǎng le 2 公斤 có nghĩa là tớ đã béo lên 2 cân rồi. Từ ớ chỉa là liên từ, có nghĩa là hơn nữa, mà. Pang tu sự có nghĩa là béo bụng. Vậy cả cụm wǒ pǎng le 2 公斤 ớ chỉa tô pang tu sự có nghĩa là mình béo lên 2 cân mà toàn là béo bụng. Nǐ thiên thiên chī wǎn fàn jiù zuò zhě wǎn diàn nǎo, bú pang trái quài nè. Từ thiên thiên có nghĩa là ngày ngày, hàng ngày. Cấu trúc động từ cộng quán cộng với tân ngữ cộng với một động từ khác, có nghĩa là vừa làm gì đó xong đã làm gì. Trong câu 吃完饭就坐着玩电脑, có nghĩa là vừa ăn cơm xong đã ngồi chơi máy tính. Hay một ví dụ khác, 我吃完饭就去洗澡. Tôi ăn cơm xong liền đi tắm. Cụm 什么什么才怪, có nghĩa là thế nào đó mới là lạ. Ví dụ, 不胖才怪, có nghĩa là không béo mới là lạ. Hay 不累才怪, có nghĩa là không mệt mới là lạ. 要出去走走才好. Câu này có nghĩa là phải đi dạo bộ mới được. Ai da, 这样不行, 我要减肥了. Từ 不行 có nghĩa là không được, không ổn. 减肥 có nghĩa là giảm béo. Vậy cả cụ 这样不行, 我要减肥了 có nghĩa là thế này thì không được, mình phải giảm béo rồi. 好的, 减吧, 我支持你. Từ 支持 có nghĩa là ủng hộ. Vậy 我支持你 có nghĩa là tớ ủng hộ cậu. Vậy cả câu 好, 减吧, 我支持你 có nghĩa là được, giảm cân đi, mình ủng hộ cậu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau học từ mới và ngữ pháp của bài ngày hôm nay rồi. Chúc các bạn học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.